Đồng hành cùng học văn chị Hiên trong các khóa học khối trung học phổ thông để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Hai nhỏ tìm hiểu về nhân vật. Trong quá trình các bạn tìm hiểu về nhân vật, các bạn sẽ cùng với chị tìm hiểu về nhân vật Huấn Cao và nhân vật Viên Quản Ngục để thấy rõ được sự đối lập cũng như sự giao thoa giữa hai con người tri âm và tri kỷ này. Được chưa ạ? Và trong quá trình khi các bạn phân tích về nhân vật thì các bạn phải lưu ý cho chị cái cấu trúc mà trẻ em chúng mình đã trao đổi ở trên đây nhé. Và cái cấu trúc này không chỉ áp dụng với nhân vật Huấn Cao đâu, và các bạn có thể áp dụng đối với các nhân vật trong quá trình chúng mình đi phân tích về các tác phẩm tự sự, được không ạ? Thì các bạn nhớ giúp cho chị là như vậy, để khi các bạn đọc những ngữ liệu mới ngoài chương trình, các bạn vẫn có thể chủ động phân tích được nhân vật đó dựa trên cấu trúc mà chị em chúng mình đã triển khai với nhau trong quá trình chúng mình phân tích nhân vật Huấn Cao, nhân vật Viên Quản Ngục trong văn bản số 5. Rồi chúng mình quay trở lại với văn bản số 4, chuyện chức và sự đền tản viên với nhân vật Ngô Tử Văn đấy ạ. Thì các bạn có thể áp dụng cái cấu trúc này để đi phân tích bất cứ nhân vật nào trong một tác phẩm tự sự, được không ạ? Thì các bạn chú ý giúp chị là như vậy. Và bây giờ thì chị đã cùng với các em chuẩn bị một bản Word để chúng mình ghi chép cho bài học ngày hôm nay. Thế thì các bạn chú ý cho chị nhé. Các bạn sẽ cùng với chị đi vào phần hai nhỏ phân tích nhân vật A, nhân vật Huấn Cao. Và với cấu trúc chúng mình sẽ đi phân tích những yếu tố bên ngoài và đến yếu tố bên trong. Thì các bạn sẽ chú ý cho chị, mình sẽ kẻ bảng, một cái bảng bao gồm hai cột và ba hàng. Đó, thì các bạn hãy giúp chị với bảng nhé, hai cột ba hàng. Trước tiên các bạn sẽ có yếu tố đầu tiên là lai lịch của nhân vật, không ạ? Và cũng có thể là phần giới thiệu về nhân vật. Đối với phần này thì các bạn đặc biệt chú ý chị dẫn chứng trong sách giáo khoa phần số 1 từ đầu cho đến để mai ta dò ý tứ hắn lần nữa xem sao rồi sẽ liệu. Và trong cái phần 1 này thì chúng ta biết được nhân vật Huấn Cao ở đây có lai lịch như thế nào. Trước tiên ta biết đến Huấn Cao là một trong 6 tên tử tù nhận án chém, đúng không ạ? Chính là tử tù. Mà vì sao nhân vật Huấn Cao của chúng ta lại nhận hình chém, là bởi vì Huấn Cao chính là một trong những người đứng đầu bọn phản nghịch chống phá lại triều đình, đúng không ạ? Đứng đầu bọn phản nghịch chống phá triều đình, chính vì thế mới bị nhốt vào nhà lao rồi nhận án chém. Các bạn lưu ý cho chị nhé, chống phá triều đình. Rồi chúng ta biết đến nhân vật Huấn Cao là một người có tài, viết chữ Hán rất nhanh và đẹp. Mà các bạn biết rồi, trong nghệ thuật thư pháp thì không chỉ được thể hiện ở trên mặt con chữ mà còn được thể hiện ở bên trong để thể hiện cái tinh thần, đúng không ạ? Thế thì cái tinh thần đó sẽ thể hiện người viết chữ, đúng không ạ? Thể hiện người sáng tạo đó có phẩm chất và cốt cách ra làm sao. Vậy thì chúng ta có thể biết được rằng Huấn Cao vừa có tài viết chữ Hán rất nhanh và đẹp. Thông qua đây thì một phần nào đó ta cũng thấy được phẩm chất cao đẹp của người nghệ sĩ trong nghệ thuật thư pháp, đúng không ạ? Và các bạn còn được biết thông qua lời của Viên Quản Ngục thì chữ của nhân vật Huấn Cao được xem như là một báu vật ở trên đời. Thế nên tài năng viết chữ Hán của Huấn Cao, hay nói cách khác là tài năng trong nghệ thuật thư pháp của Huấn Cao đã được nâng lên ở một cái mức phi thường, đúng không ạ? Tài năng viết chữ Hán của Huấn Cao đã được nâng lên ở mức phi thường. Đó. Ngoài ra, ta còn biết đến Huấn Cao có tài bẻ khóa vượt ngục, đúng không ạ? Có tài bẻ khóa vượt ngục. Chính vì những yếu tố trên đây, các bạn có thể rút ra cho chị một nhận xét chung về nhân vật Huấn Cao của chúng ta. Huấn Cao vừa là một người nghệ sĩ, vừa là một người nghệ sĩ tài hoa trong nghệ thuật thư pháp,
Đúng ạ. Và đồng thời cũng là một người anh hùng tiên bang tế thế, đúng không ạ? Tại sao nó như vậy? Là bởi vì huấn cao của chúng ta đứng đầu phản nghịch chống phá triều đình. Thế nhưng huấn cao lại cũng chính là người đại diện cho quyền lợi, cho lợi ích của nhân dân. Để dạ, thì các bạn lưu ý giúp cho chị là như vậy. Phần chốt rất là đơn giản như này thôi. Và bây giờ các bạn sẽ tiếp tục cùng với chị tìm hiểu vào sâu bên trong của nhân vật. Chúng ta đến với yếu tố thứ hai, đó là hành động và lời nói của nhân vật. Ở phần này thì các bạn đặc biệt quan tâm cho chị đoạn 2, 3 và 4. Đoạn 2 thì chúng ta sẽ thấy được cái cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa nhân vật Huấn Cao và viên quản ngục trong buồng giam. Được chưa ạ? Đoạn 3 đó chính là cuộc gặp gỡ giữa Huấn Cao và thầy thơ lại. Và cuối cùng đoạn 4 chính là cảnh cho chữ, đúng ạ, một cảnh cho chữ thật đặc biệt xưa nay chưa từng có. Thì các bạn đặc biệt lưu ý chị đoạn 2, 3 và 4 như vậy để chúng ta tìm hiểu về hành động cũng như lời nói của nhân vật Huấn Cao em nhé. Và khi các bạn đọc 2, 3 và 4 thì các bạn có thể phân tích hành động và lời nói của nhân vật Huấn Cao dựa trên yếu tố thời gian. Tại sao chị nói như vậy? Là bởi vì trước khi mà nhân vật Huấn Cao nhận ra được tấm lòng biệt nhẫn liên tài của viên quản ngục thì Huấn Cao đã có những hành động và lời nói như thế nào? Và sau khi nhận ra được tấm lòng của viên quản ngục thì hành động và lời nói đó có sự thay đổi ra làm sao? Tức là trong cái quá trình và diễn tiến về việc nhận ra tấm lòng và chưa nhận ra tấm lòng của viên quản ngục thì các bạn sẽ phân tích nhân vật Huấn Cao dựa trên các mốc thời gian như vậy giúp cho chị nhé. Vậy thì trước tiên các bạn lưu ý chị, khi mà nhân vật Huấn Cao chưa nhận ra tấm lòng của viên quản ngục, Huấn Cao chưa nhận ra tấm lòng của viên quản ngục đó, thì nhân vật Huấn Cao của chúng ta đã có hành động và lời nói như thế nào? Đó. Và khi Huấn Cao nhận ra tấm lòng của viên quản ngục, thế các bạn lưu ý nhé, chưa nhận ra thì Huấn Cao có hành động và có lời nói như thế nào, và khi nhận ra rồi thì hành động và lời nói của Huấn Cao có gì thay đổi hay không? Đó, các bạn lưu ý chị hai cái mốc sự kiện, hai cái mốc thời gian này giúp chị nhé. Vậy thì bây giờ trước tiên chúng ta tìm hiểu về hành động và lời nói của nhân vật Huấn Cao khi chưa nhận ra tấm lòng của viên quản ngục, thì các bạn chú ý chị vào đoạn số 2 trước tiên ạ. Thì các bạn có thể thấy rằng là trước trò tiểu nhân thị oai của bọn lính áp giải thì Huấn Cao đã có những hành động như thế nào? Huấn Cao lạnh lùng, chúc gông nặng, khom mình, thúc mạnh đầu thành gông xuống thềm đá, đánh thình một cái. Chú ý chị dẫn chứng trang số 23 trong sách giáo khoa giúp chị nhé, gạch ra giúp chị. Vậy thì ở đây các bạn giúp cho chị có dấu cộng đầu dòng đầu tiên, đó là trước những trò tiểu nhân thị oai, tiểu nhân thị oai của bọn lính áp giải thì nhân vật Huấn Cao đã có hành động, đó chính là lạnh lùng chúc mũi gông nặng, lạnh lùng chúc mũi gông nặng, chúc mũi gông nặng, khom mình thúc mạnh đầu thành gông, khom mình thúc mạnh đầu thành gông xuống thềm đá, đúng không ạ, xuống thềm đá đánh huỳnh cái đó, các em hiểu ý chị rồi. Các bạn tiếp tục chú ý cho chị trong đoạn số 2, khi mà được được ai ạ, được viên quản ngục biệt đãi thì Huấn Cao đã có hành động ra sao? Và đặc biệt các bạn lưu ý giúp cho chị, khi mà nhân vật viên quản ngục đi vào trong buồng giam của ông Huấn để nói chuyện với ông Huấn. Đây các bạn chú ý chị dẫn chứng trong sách giáo khoa trang số 24 ạ.
Rồi, đối với những người như ngài, phép nước ngặt lắm, nhưng biết ngài là một người nghĩa khí, tôi muốn châm chước ít nhiều, miễn là ngài giữ kín cho. Sợ đến tai lính tráng họ biết thì phiền lụy riêng cho tôi nhiều lắm. Vậy, ngài có cần thêm gì nữa, xin cho biết, tôi cố gắng chu tất. Thì đây chính là lời thoại của nhân vật viên quản ngục trong cuộc trò chuyện trực tiếp với huấn cao trong buồng giam, đúng không ạ? Thì ông huấn của chúng ta đã trả lời viên quản ngục như thế nào ạ? Người hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều là nhắn ngươi đừng đặt chân vào đây. Đúng không ạ? Khi nói câu mà ông cố ý làm ra khinh bạc đến điều, ông huấn đã đợi một trận lôi đình báo thù và những thủ đoạn tàn bạo của quan ngục bị sỉ nhục. Thế thì các em có thể thấy rằng là đối với viên quản ngục khi tỏ lòng châm chước ít nhiều cho huấn cao trong những ngày cuối cùng như vậy thì huấn cao đã tỏ ra khinh bạc đến điều, đúng không ạ? Ngươi hỏi ta muốn gì, ta chỉ có muốn một điều là ngươi đừng đặt chân vào đây. Chú ý chị lời thoại của ông huấn. Ngươi hỏi ta muốn gì, ngươi hỏi ta muốn gì, ta chỉ muốn có một điều là ngươi đừng đặt chân vào đây. Đừng đặt chân vào đây. Được chưa ạ? Và thông qua đây thì các bạn rút ra giúp cho chị với nhận xét rằng huấn cao như thế nào ạ? Có thái độ khinh thường quyền uy, hoặc có thái độ khinh thường quyền uy, khinh thường quyền uy, thách đố. Đó, đến cả viên quản ngục cũng cũng chẳng sợ huống gì là mấy tên lính thị oai, và thậm chí đến cả cái chết đây quần cao cũng còn không sợ huống chi gì lại những bọn tiểu nhân nơi chốn này, đúng không ạ? Là tên lính áp giải, là viên quan coi ngục. Được chưa ạ? Thì chúng ta có thể thấy được cái thái độ khinh thường quyền uy của quần cao, và dường như cái thái độ đó đang thách đố cả nhà tù, và dường như trước cái sự ngông ngạo và khinh bạc đến điều của huấn cao thì viên quản của chúng ta coi đấy là lẽ thường thôi, bởi vì những người như ông huấn là những người đến cả cái chết còn không sợ, là một bậc đại trượng phu chọc trời với nước thì sợ gì chốn tiểu nhân thị oai này. Được chưa ạ? Thì các bạn lưu ý giúp cho chị là như vậy. Thêm vào đó, các bạn chú ý cho chị chi tiết khi mà huấn cao được nhận sự biệt đãi của viên quản ngục thì ông đã có hành động như thế nào? Đó là thản nhiên nhận rượu thịt, đúng không ạ? Thản nhiên nhận rượu thịt đó, và dường như cái việc mà huấn cao nhận rượu thịt trong trong nơi buồng giam này cũng giống như cái lúc mà ông còn ở ngoài kia chưa có bị giam vào trong ngục tù, đúng không? Các bạn chú ý chị dẫn chứng trong sách giáo khoa đấy ạ. Ông vẫn thản nhiên nhận rượu và ăn thịt, coi như đó là một việc làm, vẫn coi đó như là một việc vẫn làm trong cái hứng sinh bình lúc chưa bị cầm giam, thản nhiên nhận rượu và ăn thịt đó. Và coi đây là một việc vẫn làm trong cái lúc bình sinh, lúc chưa có vào nhà giam, đúng không ạ? Coi đó như một việc vẫn làm trong cái hứng bình sinh, được chưa ạ? Đó, cho chúng ta thấy được cái sự ung dung của người tù, đúng không ạ? Dường như vào tù nhưng chẳng phải vào tù, vẫn thản nhiên nhận rượu và ăn thịt, giống như lúc chưa bị giam cầm. Đó, rất là ung dung của người tù. Đó, được chưa ạ? Rồi, chúng ta tiếp tục chú ý chị dấu cộng tiếp theo. Trong khoảng thời gian mà huấn cao nhốt tại trại giam đó, thì dường như mỗi một đêm huấn cao đều nghĩ về những việc gì? Các bạn có nhớ những cái chi tiết trong sách giáo khoa mình đọc không ạ? Huấn cao nghĩ đến hai việc. Ông bận tâm đến hai việc. Bận tâm đến hai việc duy nhất đó thôi. Cái chết ông không nghĩ đến. Mặc dù mang trên mình án tử nhưng mà chẳng nghĩ đến cái chết, cũng chẳng lo sợ
Đúng ạ. Mà ông nghĩ đến việc hai việc khiến Huấn Cao bận lòng duy nhất. Thứ nhất đó chính là việc lớn chưa thành, và cái thứ hai đó chính là tấm lòng của viên quản ngục, được chưa ạ? Thì các bạn chú ý chị cái dấu cộng tiếp theo của các bạn lưu ý cho phần này, đó là không nghĩ đến cái chết đó, không nghĩ đến cái chết mà chỉ bận lòng hai việc. Thứ nhất là việc lớn không thành, đúng không ạ? Việc lớn không thành và tấm lòng của viên quản ngục. Đó. Từ đây các bạn rút ra chị cái nhận xét rõ ràng là người tù nhận án chém nhưng vẫn ung dung nhận rượu và ăn thịt, rồi cũng chẳng nghĩ đến cái chết, chỉ nghĩ đến việc lớn không thành và tấm lòng của viên quản ngục. Thì chúng ta có thể rút ra chị một cái nhận xét rằng Huấn Cao coi coi nhẹ cái chết, đúng không ạ? Coi nhẹ cái chết như như lông hồng đó, coi nhẹ cái chết tựa lông hồng. Các bạn lưu ý chị là như vậy nhá, được chưa ạ? Phần này các bạn đã rút ra cho chị nhận xét chưa? Vậy thì bây giờ các bạn phối kết hợp cho chị với nhận xét phía trên là Huấn Cao có thái độ khinh thường quyền uy, thách đố cả nhà tù đó, nhớ này. Rồi Huấn Cao coi coi nhẹ cái chết tựa như lông hồng. Thế thì chúng ta rút ra chị một kết luận về nhân vật Huấn Cao trước khi mà nhận ra tấm lòng của viên quản ngục. Đó, thì chúng ta có thể thấy rằng Huấn Cao ở đây chính là một người anh hùng có khí phách hiên ngang và bất khuất, đúng không ạ? Huấn Cao ạ, mang trong mình vẻ đẹp của một người anh hùng có khí phách hiên ngang bất khuất. Đó, thì các bạn lưu ý chị nhé, được chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng mình tiếp tục tương tự như vậy, các bạn tìm hiểu về nhân vật Huấn Cao khi mà đã nhận ra tấm lòng của viên quản ngục. Vậy thì bây giờ các bạn lại tiếp tục chú ý cho chị vào các đoạn tiếp theo, đặc biệt chú ý cho chị đoạn số 3 và đoạn số 4. Và lúc này là Huấn Cao đã nhận ra tấm lòng cũng như biết được sở nguyện của viên quản ngục thông qua lời tâm sự giải bày của thầy thơ lại, đúng không ạ? Và lúc này thì chúng ta thấy điều gì ạ? Huấn Cao đã tự ý thức được tài năng của mình, đúng không ạ? Tự ý thức được tài năng của bản thân. Và Huấn Cao nói rằng như ạ, ta nhất sinh không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình phải viết câu đối bao giờ. Đời ta cũng mới viết có hai bộ tứ bình và một bức chung đường cho ba người bạn thân của ta thôi. Được chưa ạ? Lưu ý chị dẫn chứng sách giáo khoa trang số 25 đấy ạ. Ta nhất sinh không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối bao giờ. Mà ta nhất sinh không vì quyền thế hay vàng ngọc mà ép mình viết câu đối bao giờ. Đời ta cũng mới viết hai bộ tứ bình và một bức chung đường cho ba người bạn thân của ta thôi. Chú ý chị cái dẫn chứng này, được không ạ? Huấn Cao đã ý thức được cái tài của mình, được chưa ạ? Đó. Và ông chỉ cho chữ ba người bạn thân của mình cả một đời nhất sinh, cả một đời ta chỉ mới viết có một câu đối, đúng ạ, hai bộ tứ bình và một bức chung đường cho ba người bạn thân của ta thôi, chứ ta cũng không cho nhiều, ta không vì tiền không vì quyền mà ép mình viết câu đối bao giờ. Thế thì từ đây chúng ta có thể suy ra chị cái nhận xét rằng Huấn Cao biết mình là người có tài, đúng ạ, tuy nhiên không vì thế mà làm những chuyện không nên làm. Ông tự ý thức được tài năng của mình và Huấn Cao không bao giờ vì tiền bạc hay quyền thế mà cho chữ cả. Thế nên chúng ta có thể thấy rằng Huấn Cao ở đây là một người cái gì đã trọng trọng nghĩa, đúng không ạ? Trọng nghĩa khinh lợi, đúng không ạ? Chỉ cho chữ những người bạn thân, hay nói cách khác là những người tri âm tri kỷ, đúng không ạ? Là những người tri âm tri kỷ
cùng cùng có cái sở thích, sở nguyện, đam mê, được chưa ạ? Thì các bạn lưu ý giúp cho chị là như vậy đó. Rồi chúng ta biết đến Huấn Cao là một người chọc trời quấy nước đến cái chết cũng không sợ, thế nhưng mà đối diện với tấm lòng biệt nhỡ liên tài của viên quản ngục, rồi với sở nguyện cao quý của viên quản ngục rằng mong một ngày nào đó sẽ có chữ do chính tay ông Huấn treo ở nhà riêng, thì quả thực là một vật báu ở trên đời. Thế thì Huấn Cao lại vô cùng cảm động trước tấm lòng biệt nhỡ liên tài của viên quản ngục, đúng không ạ? Thì chúng ta tiếp tục chú ý chị này, mềm lòng à, viên Huấn Cao của chúng ta mềm lòng trước tấm lòng biệt nhỡn liên tài của viên quản ngục, đúng không ạ? Tại sao lại biết? Là bởi vì thầy thơ lại có nói với Huấn Cao, đúng không ạ? Đấy thì các bạn chú ý này, thầy thơ lại cảm động ngay xong chuyện, dạ xin ngài cứ yên tâm, đã có tôi rồi. Chạy xuống phía trại giam của ông Huấn, đấm cửa buồng giam tất hại, kể cho tử tướng nỗi lòng quản ngục và ngập ngừng báo luôn cho ông Huấn biết về việc về kinh chịu án tử hình. Tức là nhờ có thầy thơ lạ mà Huấn Cao biết rõ sự tình rằng viên quản ngục là một người đam mê cái đẹp, và đặc biệt ở đây chính là chữ của Huấn Cao, đúng không ạ? Và để rồi Huấn Cao đã nói như thế nào đấy ạ? Về bảo chủ ngươi tối nay lúc nào lính trại canh về nghỉ thì đem lụa, mực, bút và một bó đuốc xuống đây ta cho chữ, đúng ạ? Một người đại trượng phu chọc trời quấy nước không sợ cả cái chết, vậy mà trước tấm lòng biệt nhỡ liên tài của viên quản ngục thì đã mềm lòng và đã quyết định cho chữ, đúng ạ? Chú ý chị dẫn chứng, về bảo chủ ngươi tối nay lúc nào lính canh trại về hết thì đem lụa, mực, bút và một bó đuốc xuống đây ta cho chữ, đúng ạ? Đã quyết định cho chữ rồi đấy, được không ạ? Vậy thì ở đây các bạn có rút ra cho chị được nhận xét gì không ạ? Có rút ra chị nhận xét gì không? Là một người có tấm lòng rất là nhân hậu, đúng không ạ? Mềm lòng trước tấm lòng biệt nhỡ liên tài của một người trọng cái tài. Các bạn lưu ý chuyện như vậy. Ngoài ra thì các bạn chú ý cho chị, khi mà đã quyết định cho chữ rồi, đúng không ạ? Khi đã quyết định cho chữ rồi thì chúng ta còn thấy điều gì nữa ạ? Thì bắt đầu ba người chụm đầu vào trong cái căn buồng giam tối đấy, và có những cái hành động. Còn người tử tù có hành động như thế nào, rồi viên quản ngục có hành động như làm sao, chúng mình đã tìm hiểu ở trong phần tình huống chuyện rồi, đúng không ạ? Các bạn nhớ lại giúp cho chị nhé. Và ở đây thì chúng ta rút ra cho chị một cái nhận xét rằng vũ lực hay quyền uy, cái chết cũng không làm ông Huấn sợ. Nhưng sao ạ? Nhưng ông Huấn lại xúc động trước tấm lòng trong thiên hạ, được không ạ? Quyền uy hay vũ lực và thậm chí cả cái chết ông Huấn cũng không sợ, nhưng lại mềm lòng xúc động trước tấm lòng trong thiên hạ. Huấn Cao còn nói rằng là thiếu một chút nữa là ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ, đúng không ạ? Đó, thì các bạn lưu ý chị là như vậy. Và để rồi vào cái buổi đêm hôm ấy, trước khi ra pháp trường, thì Huấn Cao đã quyết định cho chữ viên quản ngục, và hành động của người tử tù khi cho chữ thì như thế nào? Các bạn chú ý chị, đoạn 4 trong sách giáo khoa, trang số 26. Một người tù cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang dập tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh căng phẳng trên mảnh ván, đúng ạ? Một người tù cổ thì vướng gông, chân thì đeo xiềng, vậy mà đang dập tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh, đúng ạ? Đang dập tô từng nét chữ trên tấm lụa trắng tinh.
trên tấm lụa trắng tinh. Chúng ta có thể thấy rằng thân thể thì bị giam cầm bởi xiềng xích của nhà tù, bởi cường quyền của chế độ. Thế nhưng cái tinh thần thì rất là tự do và phóng khoáng, đúng ạ. Thân xác hay là thân thể thì bị trói buộc bởi gông xiềng. Được trói buộc bởi gông xiềng, nhưng sao đấy ạ? Nhưng tâm hồn thì hết sức, tự do, hết sức tự do và sảng khoái. Các bạn lưu ý chị là như vậy nhá. Sau khi cho chữ xong thì huấn cao của chúng ta còn đưa ra lời khuyên cho viên quản ngục ạ. Khuyên như thế nào? Chứa chị dẫn chứng trong sách giáo khoa. Ở đây lẫn lộn, ta khuyên thầy quản nên thay trốn đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng trẻo với những nét chữ vuông vắn tươi tắn. Nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con người. Thôi mực thấy mua ở đâu thơm và tốt quá. Thầy có thấy mùi thơm ở chợ mực bốc lên không? Tôi bảo thực đấy, thầy quản nên tìm về nhà quê mà ở đã. Thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây khó giữ thiên lương cho lành vững, và rồi cũng đến nhem nhước mất cái đời lương thiện đi. Và các em thấy đó, đấy chính là lời khuyên của huấn cao dành cho viên quản ngục, đúng không ạ? Chú ý chị dẫn chứng này. Ta khuyên thầy quản nên nên thay trốn đi. Chú ý chị dẫn chứng đang số 26 nhá. Được chưa ạ? Được chưa? Và đây thì chúng ta có thể thấy rằng người tù không nghĩ đến cái chết, không nghĩ đến bản thân mình, mà nghĩ đến cuộc sống của người khác, nghĩ đến thiên lương của người khác, đúng không ạ? Người tù không nghĩ đến mình, mà nghĩ đến cuộc sống của người khác, rồi nghĩ đến thiên lương của người khác. Bạn lưu ý chị là như vậy. Từ đây các em có thể rút ra chị một tổng kết về nhân vật huấn cao. Khi đã nhận ra được tấm lòng của viên quản ngục thì chúng ta có thể thấy rằng huấn cao mang trong mình vẻ đẹp của một người nghệ sĩ, tài hoa, rồi có tấm lòng nhân hậu, đúng không ạ? Cảm động, xúc động trước tấm lòng trong thiên hạ. Rồi trong cảnh đề lao thì không bao giờ nghĩ đến bản thân mình mà lại nghĩ đến cuộc sống của người khác, nghĩ đến thiên lương của người, tấm lòng nhân hậu ở đó đấy. Rồi chúng ta thấy cái thiên lương trong sáng, đúng ạ? Không bao giờ cho chữ vì tiền hay vì quyền, chỉ cho chữ khi đó là những người bạn thân, là những người tri âm tri kỷ, hiểu được cái đẹp và cùng nhau thăng hoa cho cái nghệ thuật ấy, thì huấn cao mới cho chữ. Thì chúng ta có thể rút ra chị cái kết luận như vậy nhá. Huấn cao mang trong mình vẻ đẹp của một người nghệ sĩ tài hoa, có tấm lòng nhân hậu và thiên lương trong sáng. Và để rồi từ đây các bạn rút ra cho chị phẩm chất của nhân vật huấn cao. Các bạn từ phần phân tích ở phía trước các bạn rút ra cho chị. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng nhân vật huấn cao của chúng ta đã có sự kết hợp hài hòa giữa đấng đấng tài hoa và đấng anh hùng, đúng không ạ? Huấn cao có sự kết hợp của đấng tài hoa và đấng anh hùng. Vậy thì đấng tài hoa được thể hiện như thế nào? Đấng tài hoa, trước tiên chúng ta thấy Nguyễn Tân đã khắc họa nhân vật huấn cao mang trong mình một vẻ đẹp của một người nghệ sĩ, đúng không ạ? Và người nghệ sĩ này là trong nghệ thuật thư pháp. Tài năng viết chữ của huấn cao đã được nâng lên ở cái mức phi
thường rằng chữ của ông Huấn được xem như là một vật báu ở đời đấy ạ. Được chưa ạ? Ngoài ra thì người nghệ sĩ này còn có tấm lòng nhân hậu, đúng không ạ? Rồi người nghệ sĩ này còn có thiện lương trong sáng. Đó. Không bao giờ vì vì tiền, vì quyền thế mà phân cho câu đối hay cho chữ. Chỉ khi mà là những người bạn thân, là những người tri âm tri kỷ thì mới cho chữ thôi, đúng không ạ? Là một người không sợ chết, không sợ cường quyền, không sợ uy vũ của chế độ mà lại đi xúc động trước tấm lòng trong thiên hạ, thì đó chính là vẻ đẹp của một đấng tài hoa. Và đồng thời thì ta còn thấy nhân vật Huấn Cao mang trong mình vẻ đẹp của một đấng anh hùng tinh bang tế thế, thì chúng ta có thể thấy rằng trước tiên Huấn Cao của chúng ta là một người dám chiến đấu, dám hy sinh vì lý tưởng cao cả, đúng không ạ? Dám chiến đấu, dám hy sinh vì lý tưởng cao cả, chống lại triều đình để bảo vệ cho quyền lợi của nhân dân, thì đấy là làm chiến đấu. Và đến khi bị bắt vào tù lĩnh án chém rồi thì cũng không sợ hãi, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, đúng không ạ? Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cao cả. Đó, thì các bạn lưu ý chị. Ngoài ra thì chúng ta biết đến Huấn Cao còn là một người anh hùng mang trong mình khí thế, khí phách hiên ngang, bất khuất, đúng không ạ? Không sợ chết, đúng không ạ? Không quỵ lị trước uy quyền, thì đó chính là khí thế, khí phách hiên ngang của một người anh hùng tinh bang tế thế. Thì các bạn rút ra chị cái phần kết luận như vậy nhá. Được chưa nào? Cái phần này thì rất là dễ rồi. Vậy thì khi các bạn tìm hiểu về nhân vật Huấn Cao của chúng ta ở đây, thì chúng ta có thể thấy rằng nhân vật Huấn Cao được thể hiện rất là rõ ở trên hai cái khía cạnh. Thứ nhất là vẻ đẹp của một người nghệ sĩ tài hoa, và khía cạnh thứ hai đó chính là một người anh hùng tinh bang tế thế, được chưa ạ? Và hai cái vẻ đẹp này thì hòa quyện trong nhân vật Huấn Cao. Thì các bạn lưu ý chị là như vậy nhé. Đấy chính là nhân vật Huấn Cao các bạn đã cùng với chị phân tích. Đồng hành cùng học văn chị Hiên trong các khóa học khối trung học phổ thông để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.